Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy May Mắn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong mình sẽ gặp được những điều may mắn và tốt đẹp. Nếu như không thể giàu có như bao người, thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống bình yên bên những người thân yêu. Đối với những người biết hài lòng với cuộc sống của chính mình, thì họ càng hạnh phúc hơn. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp được nhiều điều may mắn. Có người phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, thậm chí là đánh đổi, mất mát, hy sinh nhưng họ vẫn luôn cố gắng không ngừng và hy vọng một ngày sẽ tìm thấy tương lai tươi sáng. Trong số 12 con giáp, có 5 con giáp được trời sinh hậu vận phú quý, tức là tiền vận của họ sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng đến trung vận sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Từ 40 tuổi trở đi, sự nghiệp thăng hoa không nói mà cuộc sống tình cảm cũng viên mãn sung túc. Tiền bạc ùn ùn kéo đến, may mắn liên tiếp gõ cửa, phúc lộc đầy nhà. Kính mời quý vị hãy cùng kênh Phong Thủy May Mắn tìm hiểu xem những con giáp nào sau 40 tuổi được thần tài phù hộ trong video ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong Thủy May Mắn chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Đầu tiên là tuổi Tý, kiến tha lâu ngày cũng đầy tổ. Câu nói này có lẽ chính là nói về tư tưởng về tiền bạc của tuổi Tý. Con giáp này đa phần đều là người coi trọng tiền bạc, có thể nói là cuồng kiếm tiền. Từ khi còn trẻ, bản mệnh đã ý thức được việc phải kiếm tiền và quản lý tài chính cho thật tốt. Không tới mức tiền là lẽ sống, nhưng với những chú chuột thì thiếu tiền là chuyện không thể chấp nhận được. Dù trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, người tuổi Tý cũng có được một đường rút lui tối ưu. Tuổi Tý là người thận trọng, thường chọn những phương án ít mạo hiểm nhất. Con người ta trong cuộc sống có lúc may, lúc rủi, nhưng bản mệnh luôn cố gắng chăm chỉ, nỗ lực làm việc để không rơi vào cảnh cháy túi, tiền bạc chẳng có mà tiêu. Tử vi phương Đông cho thấy con giáp này cực kỳ có khiếu trong chuyện đầu tư kinh doanh. Những bỡ ngỡ ban đầu sẽ dần được thay thế bằng sự lão luyện, càng làm càng mạnh, làm ăn tấn tới, chứ hiếm khi có khi nào thua lỗ. Có thể nhiều người không biết, nhưng thực sự tuổi Tý còn có sở thích tích lũy tiền vàng, đá quý hay các vật có giá trị. Cứ có tiền bạc dư giả là bản mệnh lại mua sắm thêm, tích trữ vào kho báu của mình. Chẳng thế mà cho tới lúc tuổi già, số tài sản mà con giáp giỏi giữ tiền này nắm giữ trong tay chẳng hề ít ỏi chút nào, nếu không muốn nói là cả một khoản khổng lồ. Tiền bạc tích cóp bao năm cũng cần phải hưởng thụ, nhưng chú chuột hãy lên kế hoạch cho những chuyến du lịch để cuộc sống về già thêm nhiều điều mới mẻ, vui tươi. Tuổi Dậu. Xem tử vi phương Đông, tuổi Dậu vốn là con giáp được thần tài ưu ái nhiều, nên cho dù bản thân không giỏi chuyện kiếm tiền hay giữ tiền, thì con giáp này vẫn luôn có tiền bạc trong tay nhờ có công ăn việc làm ổn định. Trong công việc, người tuổi Dậu thường tích cực hơn phần lớn các con giáp còn lại. Tuổi Dậu thường coi sự nghiệp là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Con giáp này làm việc rất chăm chỉ, hoàn thành tốt công việc được giao. Hơn thế nữa, khả năng suy nghĩ và phân tích chính là lợi thế của tuổi Dậu. Người tuổi Dậu liên tục xem xét quan điểm của mình để có cái nhìn thực sự đúng đắn. Khi cần đưa ra bất cứ quyết định gì, người tuổi Dậu thường nhìn nhận cẩn thận tất cả các khía cạnh của vấn đề. Chính vì vậy, người tuổi Dậu thường đạt tới đỉnh cao trong nghề nghiệp đã chọn. Ngoài ra, còn có một lý do nữa để những chú gà trở thành con giáp càng già càng giàu có lẽ là do bản mệnh nuôi dạy con cái quá thành công. Dù là sinh con trai hay con gái thì tuổi Dậu cũng dễ dàng trở thành bạn bè của con. Bản mệnh là người khá hướng ngoại, thích sự hiện đại và hay cập nhật các xu hướng theo thời đại nên rút ngắn được khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái. Bản mệnh dành nhiều thời gian cho con, không chỉ dạy dỗ mà còn hướng dẫn, dìu dắt cho con đi đúng đường, đúng hướng, phát triển năng lực phù hợp với tư chất của mình. Người ta vẫn nói, con cái là của để dành. Nuôi dạy con tốt như thế nên đa phần con cái của những chú gà đều là người thành đạt, lại thêm quan hệ thân thiết với cha mẹ nên những năm tháng tuổi già, con giáp này hoàn toàn có thể an tâm dưỡng già. Mọi thứ đã có con cái lo liệu, kể cả chuyện tiền bạc. Tuổi Thân.
Đây là mẫu người sẽ kiếm được những khoản tiền to chứ không phải đi nhặt tiền lẻ. Những người tuổi Thân đa phần đều rất thông minh, có phản ứng khá nhanh nhạy, bất cứ làm việc gì cũng muốn tự tay làm, không thích nhờ vào người khác. Người tuổi Thân rất giỏi trong việc làm ăn buôn bán, vì người tuổi Thân biết vận dụng cơ hội cho bản thân, biết mưu mô tính toán một cách cẩn thận. Vốn đã thông minh sẵn nên chỉ cần một chút sơ hở của đối thủ là tuổi Thân có đủ khả năng để đánh bại. Chính vì thế, những người tuổi Thân rất thích cạnh tranh với người khác. Trên tất cả mọi phương diện, tuổi Thân đều rất cố gắng để không bị thua kém người khác. Tuổi Thân thời trai trẻ thường khá bốc đồng, làm gì cũng nóng nảy, bộp chộp nên khó thành được đại sự. Dù là khởi nghiệp hay làm công ăn lương thì con giáp này thời trẻ cũng chịu nhiều cay đắng, thiệt thòi vì những thiếu sót của mình. Tuy nhiên, theo thời gian, tuổi tác dần tăng, con giáp này cũng dần trở nên bình ổn hơn, học được cách giữ bình tĩnh, sáng suốt dù cho chuyện gì xảy ra. Ngoài ra, những bài học kinh nghiệm mà con giáp này lượm nhặt được sau mỗi lần thất bại cũng coi như đủ dùng để áp dụng vào thực tế sau này. Thất bại đúng là mẹ của thành công. Bản mệnh càng về già thì càng dễ thành công rực rỡ, tài lộc cũng theo đó mà ùn ùn kéo về nhà. Tuổi Sửu. Thời trẻ, vốn dĩ tuổi Sửu không được trầm tính như mọi người vẫn hay nghĩ. Bản mệnh thường khá cố chấp, cứng đầu, kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình dù có bao nhiêu người phản đối. Chính vì lý do này mà các mối quan hệ xã giao của những chú trâu đều không được thuận lợi, ảnh hưởng khá nhiều đến việc phát triển sự nghiệp. Có thể nói, vào thời điểm còn trẻ thì con giáp cố chấp này sẽ phải trải qua nhiều vấp váp, sai lầm trong cả cuộc sống và công việc vì chưa ý thức được những điều bản thân còn thiếu sót và cần phải sửa đổi. Nói chung, tuổi trẻ, ai cũng sẽ mắc phải những sai lầm. Song khác với đa số những con giáp còn lại, bản chất của tuổi Sửu là ngay thẳng và lương thiện, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Ngay cả khi có những ý kiến trái chiều thì tuổi Sửu vẫn giữ vững quan điểm về những việc, về những chuyện mà mình đã cho là đúng. Nhờ thế mà tích được khá nhiều phúc đáp sau này. Cũng chính nhờ thế mà nên bắt đầu từ khi bước vào tuổi trung niên, con giáp này bắt đầu nhận được phúc báo về cho mình. Dù là trong công việc hay trong cuộc sống thì đều có nhiều tín hiệu đáng mừng. Hơn nữa, người tuổi Sửu có tinh thần cạnh tranh khá dữ dội, thường không thích thua kém người khác. Họ khá nhạy cảm và không thể bỏ qua việc bị người khác xem thường, và vì thế họ lại càng nỗ lực hơn để đáp trả những thành công. Vận trình cải thiện theo chiều hướng thực sự vô cùng tích cực, ai ai cũng trầm trồ ngạc nhiên khi mà bản mệnh làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ hơn những người khác. Cứ như thế, thời gian trôi đi, tài sản mà tuổi Sửu tích lũy được qua ngày, qua tháng càng nhiều lên. Tới tuổi hoa niên, tài lộc chắc chắn không bao giờ là điều mà con giáp này phải lo nghĩ. Tuổi Ngọ. Trời sinh tuổi Ngọ vốn là người tính tình vui vẻ thoải mái. Con giáp này thích làm những thứ mạo hiểm, thích thử thách những việc mà người khác thường sợ chẳng dám làm. Chỉ cần một chút quan tâm tới một điều gì đó, người tuổi Ngọ có thể vì nó mà bắt tay vào hành động. Thêm vào đó, họ là tuýp người không thích sự lãng phí thời gian vào việc do dự, đắn đo, luôn muốn thử thách bản thân mình càng nhanh càng tốt, dù cho việc đó có khó khăn tới đâu. Hơn nữa, người tuổi Ngọ thông minh, có khả năng nhớ và xử lý hết mọi việc rất nhanh, từ khâu nhận thức đến khâu hành động, từ học hành đến công việc. Ngoài tốc độ, họ còn giỏi trong việc lập kế hoạch và hành động. Theo đó, mọi việc được xử lý một cách suôn sẻ. Với tính cách ưa mạo hiểm đã khiến tuổi Ngọ thường bị người khác suy nghĩ có tính bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Thời trẻ, cũng vì sở thích này của mình mà tuổi Ngọ phải trải qua không ít thất bại, nhận bao trái đắng về tay. Nhưng cũng cần phải nói thêm, những chú ngựa vốn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì thất bại. Sau những lần rèn luyện đau thương ấy, bản mệnh như được đúc thêm tấm áo giáp bằng thép, bằng đồng, để sau này tăng thêm mạnh mẽ và khôn ngoan, dần dần bỏ lại những điểm mình còn thiếu sót. Bản mệnh vốn là người có tài năng thực sự, nên đây không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Dám chấp nhận thử thách, chấp nhận thất bại, chấp nhận nén đau thương để đứng lên đi tiếp thì thành công cũng là điều mà tuổi Ngọ xứng đáng nhận được. Tới độ tuổi trung niên, nhờ quen biết thêm quý nhân và được quý nhân không tiếc công giúp đỡ, cộng thêm với những kinh nghiệm, kiến thức cùng các mối quan hệ xã giao tích lũy qua bao nhiêu năm, cơ giáp này có thể gây dựng được sự nghiệp cực kỳ lừng lẫy. Với những gì có trong tay, chẳng lạ gì khi tiền đồ của con giáp này càng ngày càng rộng mở, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà chẳng lúc nào ngơi. Đã có những bài học từ thất bại thời trai trẻ, tuổi Ngọ cũng hạn chế được phần nào những sai sót không đáng có, tiết kiệm được bao nhiêu tiền bạc và công sức khỏi việc đi đường vòng cũng như thua lỗ.
Cứ theo đà đó, tuổi Ngọ trở thành con giáp càng già càng giàu, hậu vận cực phát. Số tài sản mà bản mệnh tích lũy được thoải mái cho bạn làm những gì mình muốn, có tiêu pha mấy đời cũng chưa chắc đã hết. Quý vị thân mến, ông bà ta thường nói, có công mài sắt, có ngày nên kim. Đừng chỉ dựa dẫm vào may mắn mà hãy nỗ lực học tập và làm việc. Có vất vả, ắt sẽ thành công. Hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã thì sẽ gặt hái được trái ngọt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!